coi như là đi đi vé 9 euro mà đi khắp nước Đức luôn. Con em nó rủ đi ông á, hơn 300 cây một chuyến, các bạn bè 300 cây mà nó bảo đi bình thường, đi sân giã, ôi nó lại đã. Bữa nay là tụi này ba đứa sẽ đi Saarbrücken. Đây mình sẽ đi chuyến tàu này đây. Đó. Đi về Trier Saarbrücken như lại Mannheim. À, bây giờ tụi này đang ngồi trên xe lửa rồi nha. Đang đi về hướng Trier, từ Trier sẽ đi Saarbrücken. Có cái mặt bộ mặt mềm đấy hả? Mắt cực. Đó, đây mắt cực. Đó, đây mình đang ngồi xe lửa đây. Ở đây xe lửa chạy bằng điện. Ở ra nó êm ru à. Tiếp tục di chuyển về thành phố Saarbrücken. Thành phố này thì là một thành phố gần biên giới với thành phố của Pháp, gần biên giới Pháp luôn. Có nghĩa là gần hướng Strasbourg hay không hả? Miền trung nước Pháp. Mấy trên chút xíu. Đấy. Xe lửa ngồi đặt hết trơn trời luôn, không có ghế nào trống hết trơn trời. Nước Đức ban thưởng cho mọi người dân được những chuyến đi du lịch không đồng. Có du lịch là cuối năm có nữa đi chơi nữa. Hội đi làm. Bây giờ bắt đầu đi vô phố nha. Từ nhà ga của Saarbrücken đi vô phố đây. Quay cái cảnh bên Đức cho các bạn xem nha. Đó. Đó, chỗ đó là chỗ nhà ga xe lửa của thành phố Saarbrücken đó. Rồi. Đi vô nhà hát đó. Đó, bây giờ mình đang đi vô cái gallery ở Saarbrücken. Vô đây mua sắm cái gì cũng có hết trơn, là dòng vàng rồi quần áo modern các kiểu luôn, rồi là máy móc. Điện thoại, giày dép này kia.
có 9 euro mà đòi đi mà đòi đi qua Pháp chơi luôn ấy, mới sợ. Các bạn nào mà ở Việt Nam mà qua đây du lịch mà trong giai đoạn này á, tháng 6, tháng 7, tháng 8 á, là đi xe lửa là đi mỗi ngày luôn có 9 euro à. 9 đồng đi cả tháng luôn. Tha hồ mà coi như khám phá nước Đức. Ở trong đó là chỗ mua bán đồ điện tử đồ này kia, máy móc, điện thoại. Đây rất là nhiều cửa hàng, từ cửa hàng thực phẩm đến cửa hàng đa dạng, muốn mua gì cũng có trong này hết. Đi. Đây cửa hàng nấu ăn. Với lại cái tình neo đằng kia. Mà đó làm lớn quá em ha. Bên kia là cái cửa hàng, cái nhà hàng quán ăn của người Việt Nam ASEAN Hùng. Còn bên đây kế bên là một cái quán ăn của người Thổ, Doner Kebab. Bên Pháp đó, đồ ăn ngon hơn bên Đức nè. Dạ, mình kêu cái đó mà mới ăn xong mà kêu đó nè con mày. Đây, mùa hè người ta đi du lịch quá trời luôn. Bây giờ mình đang ngồi trên cái xe Transbahn, là xe điện ở trong thành phố, đã đi vòng vòng hết cái thành phố Saarbrücken này. Có 9 euro mà đồ đi xe lửa nè, đồ đi xe điện nè, đồ đi xe bus nè. Đi một tháng trời, trời ơi, coi như là có 9 đồng. Lấy lại vốn nhiều lần nữa. Các bạn nào thích khám phá nước Đức thì qua nước Đức trong giờ điểm này từ tháng 6 đến tháng 9. Mỗi một tháng đi khắp nước Đức có 9 đồng thôi. Ờ, nhà thờ cổ nha. Ôi trời. Các bạn xem nhà cửa ở bên cái thành phố Saarbrücken nha.
Damit schützen Sie sich und alle. Mình thôi chứ dịch gì. Phương tiện giao thông công cộng mà. Mình đi cái này ấy, mình đi chán, mình đi về phố nữa. Sao mình hỏi đường qua Pháp đi. Về phố hỏi được chứ, sao đi đường được. Bây giờ chị chỉ cần đi ngược lại nè. Bây giờ trạm đối diện nè. Chị cứ ngừng đi ra đi qua trạm đối diện rồi xuống thôi. Anh nè. Ừ. Mình đang ngồi trên chiếc xe điện nha, xe đi từ thành phố Saarbrücken qua Bình Phát. Đi cái xe điện này nè, xe điện thành phố nè, mà nó tiêu to quá. Xe điện này ở Bình Phát nó chạy qua. Bây giờ mình tới thành phố Sagimu. Ở thành phố này ở bên Pháp rồi đó, giáp với biên giới với Đức á. Đây nè. Coi cái chữ nè. Đó. Gare de Sagimu. Đấy. Trong cái miếng. Đây là cái thành phố này, nó thành phố nhỏ thôi mà nó giáp biên giới với lại Đức ở bên Pháp á. Đây là nhà ga nè. Mà mình vừa xuống nhà ga nè. Quay cho các bạn xem cái phong cảnh của một cái thành phố nhỏ ở bên Pháp nha. Có mua không ai đầu bò, ừ. Mua giày hộp về ăn. Đây là mình ghé thăm như có một cái siêu thị Nọt Ma ở bên Pháp đó nha. Đi vô cửa hàng Nọt Ma, siêu thị Nọt Ma có gì không nha. Ơi, mình vô cái siêu thị của Pháp á, mình mua một mớ đồ nè, nhiều lắm nè, có 23 đồng à. Đây. Rẻ rè có 23 đồng thôi. Phô mai đầu bò, bơ, bánh, bia, rồi hộp cá, cá hộp, cá mồi. Đây là phố đi bộ của cái thành phố nhỏ này nè. Đó. Đó, phố xá ở cái đường đi bộ của cái thành phố này đó. Một cái thành phố nhỏ ở bên Pháp nha.
Đây cái thành phố này bữa nay nó có cái lễ hội San Paul Festival. Đấy. Đã thấy không? Trước đầu kia ra tổ chức cái gì để cho mình sẽ đi tới đó mình xem coi là cái gì. Ôi, thành phố cũng lớn quá, phát ra dương ha. Hả? Lớn hơn Bát Hình Dình mình đúng không? Bát Hình Dình mình có chút xíu. Yeah, nhưng mà buổi tối này mới là khai trương chứ bây giờ thì chưa. À, tối nay thì có ca nhạc đây, người ta dựng cái sân khấu đây nè. Lớn hơn Bát Hình Dình là nhiều. Vô quán của Pháp mà ăn kem mà giống như là ăn kem ở đường Lê Lợi Sài Gòn. Nguyễn Huệ, kem Nguyễn Huệ có quán kem em nhớ không? Ăn kem có nước lạnh tráng miệng. Sarekime. Ở trước là cái sở tư pháp. Đây chữ Justice nè. Của thành phố này nè. Đây cái công viên nè.
Mới lên tàu đi về Đức em ơi. Đấy, phía trước mình là nhà ga của xe điện đi trong thành phố Saarbrücken. Thì cái tiếng có một tiếng xe xe điện là đi qua biên giới qua cái thành phố hồi nãy mình đi đó. Còn đây là chuyến xe bus đi các thành phố khác. Còn cái nhà đó đỏ trước mặt mình nữa là cái nhà ga xe lửa chính, nhà ga chính của thành phố Hauenhof. Bây giờ mình đang ngồi nghỉ chân chút xíu. Đúng các bạn ơi, bây giờ mình ba tên này là bắt đầu là đi vô nhà ga để đón xe lửa đi về. Đó, mình đi số chuyến 16 giờ 19 phút á. Đó, đi về Koblenz. Mười hai gì đây nè. Đấy, giờ mình ra chỗ đó nhà ga rồi. Vừa ra cái ban tay này nè là cái chỗ mà tàu nó sẽ cập bến vô đó để mà cái bến này số 12 nè. Để mình đi chuyến tàu 16 giờ 19 phút đi về Koblenz. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.